Nguyên cúc ông Tuấn phân của nó. Chắc để giống nữa. Các thưởng thức vân cúc tẹo. Ông Tuấn quay về đảo. Trước clip thì cho cái hình ảnh bông cúc vàng đỏ gài đầu clip đó để thay đổi không khí. Đây, nó nhìn những con ong chăm chỉ cần cù sáng sớm lên mặt các bạn. Người ta cũng thấy các bạn chịu khó là những con ong. Những loại này không sánh nhau, lấy về xong rồi báo cho mọi con đến để biết. Nó đo được khoảng cách rồi, từ tổ mà đến cái chỗ lấy mật để bao nhiêu mét là nó về, nó báo cho đồng bọn của để cùng nhau lấy. Con người thế tốt nhỉ. Đây vườn bí như ông Tấn Xuân luôn, có quả chẳng mấy mới được ăn. Các bác ông Rong chuyển sang quay vườn đào nhé, để các bác xem kỹ thuật ngắt đào cùng nhà ông Tấn Xuân. Đây nhà ông Tấn Xuân giờ đang tháo thứ bóng chịu khó lắm. Lại cho nó à, lại buộc lại, vợ dặn thế à? Nó cũng chả biết thế cơ. Người ta làm trước rồi, bây giờ mình cứ bắt trước mình làm. Đừng vợ nó dặn rồi, anh tháo cái này ra xong anh phải buộc lại thì chắc phải dặn thế chứ không. Không dặn lại, bây giờ phải tỉa hết những nhánh này cho nó. Ừ. Vườn lên là xếp rồi. Để lấy ngọn á. Lấy ngọn đã, xong bắt đầu mới mang thẳng ra ấy thì mới. Cắt cái này ra. Tháo ra đồng buộc lại cho nó khỏi ghim. Giả sử gió nó không ấy, mặt cái mắt ghép lên mặt chỗ ấy nó trên liền hẳn. Đúng rồi, hôm nay ông Rong mới quay được thì ông Tuấn Xuân làm cái này. Ừ. Ôi thật ít người buộc kiểu này. Ừ, anh nhà nào chẳng phải làm phải đóng cọc, đóng cọc lại buộc. Thế kia thì nó thấp này đóng cọc làm gì không, nhưng mà buộc lại lấy dư bóng buộc lại là hiếm. Ừ. Một lại cho đảm bảo chứ. Đúng rồi. Nó ra nhà thầy là mấy gì? Bằng đó, thế bên kia, mình ở bọn này mới trồng thêm. Ừ. Năm ngoái giờ mỗi ruộng. Ừ, năm ngoái đói không nhỉ? Không đủ đô. Giá là thấp. Năm nay thì mấy nghìn rồi. Lại buộc có lại. Cả sốc người ta ấy bắt chết còn làm. Đâu? À đấy. Ừ, làm gì đó? Không, ở bên ấy tôi chưa gặp ai buộc thế. Họ tháo nhưng mà tháo vứt đi. Ừ. Cắt thoát ở ấy xong rồi dỡ vứt đi được. Xong rồi lên cao mình lại. Đúng rồi. Có lý. Đây cái này. Mà mông này mình phải tỉa cho nó tập trung vào cái cây này nó phát triển. Này vẫn thấp. Nhưng mà cây dư bóng là phải tháo không nhau? Có chứ. Cái là nhà vườn ấy nó quấn. Nó ghép à? Nó ghép nó quấn. Chứ không thì nó rời. Rời mắt ra. Rời mắt ra thì nó sống thế nào được. Bây giờ nó ăn rồi đấy. Ăn rồi, nó được. Đấy, buộc thế rồi. Buộc thì vừa đấy khoảng. Cái buộc vừa ghi làm là ghi nó. Ghi nó bật lại không? Ừ, đúng rồi. Bật nhẹ nhàng. Đọc độc hại nó không như cái độc phai. Độc phai nó còn bị trầu hơn. Bây giờ làm trước cả năm không ai ấy. Bây giờ sướng ông Rong thì lốc ghim lại. Hình thang lại buồn, rượu say lại dở ra xem kỹ thuật có đúng không. Nhé. Yeah. Này mà chết các con nó vẫn nhìn thấy
bố đang ấy anh đánh đào. Lưu lại khoảnh khắc của cuộc đời quá, không phải là view đào là một phần, hai là hình kỷ niệm. Thấy không nhỉ? Thì nó có như là à, thôi mình làm cứ làm thôi, còn về thu này bao giờ tiền đút túi thì nó mới không. Đang 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 nói là đây nó là lưu niệm với kỷ niệm. Kỷ niệm nhưng kỷ niệm một thời trồng đào đây mà yếu lầm võng không ra ngoài sân thì cứ nằm xem lại rồi ước gì mình được như cái thời đang gỡ đào không rong quay đẹp quá. Cái thời này 10 năm sau thì ước rồi nhỉ. Giờ đã còn không muốn làm thì bây giờ nhặt lông thì không vẫn ngồi này là vẫn được, cũng làm việc nhẹ thôi. Tôi ngồi lâu là tức bắp chân lắm rồi. Thầy ngồi suốt buổi sáng được. Thế là vẫn cuối vẫn dẻo. Ở huyện này bao nhiêu ông đồng? Ôi, nhiều. Nhiều là bao nhiêu? Tổng động viên làm sao mà lắm được. Tôi cũng làm đi 2 lần 220 thằng nhớ. 200 lần thôi đi. À, huyện này coi như Tổng nữa nó có báo. Tổng đã thầy đi bao nhiêu là báo. Có cái thầy không hỏi chứ giả sử ông huyện đội trưởng không lắm lắm. Hỏi thế là nó báo ngay. Giờ tôi đi tháng 12/80 là mấy tháng 3 là hơn 200 thằng huấn luyện ở Tân Yên. Đuổi gần chết. Thời điểm lúc vẫn bao cấp thì nó đuổi năm thế. Xong đưa lên biên giới đánh nhau chết gần hết. Lúc đấy làm gì còn đúng một tháng nhau. Nói với thầy là đúng một tháng không rửa chân rửa tay gì. Lúc đấy làm gì còn đánh nhau lắm thế thì chuyện không xem lịch sử rồi. Tổng động viên có 85-95 sau 10 năm sau mới hết đánh nhau. Thầy chưa hiểu. Bọn tôi là một tháng không rửa chân rửa tay rồi cứ đi vác đạn về xong là lấy lá lau cái đất thì thế là ngủ ở trên chốt ấy. Cái bình độ 400 làm 81 để đánh nhau ác. Độc pháo gì? Độc pháo nó giật đi. Bình độ 400 trước của mình lấy bà hết rồi. Mà thằng Trung Quốc pháo, đất rộng mà cũng lớn một tí rồi. Đánh bộ binh. À, trước đi biên giới đi Lạng Sơn à? Đi Lạng Sơn binh độ 400 này, huyện Lộc Bình này. Lộc Bình chi Xi Ma Lộc Bình Cao Lộc. Điểm nóng nhất của tỉnh Lạng Sơn này, tôi vào điểm nóng nhất. Đi cùng đồng bộ thị trấn thì ông không biết. Giờ già rồi, lại đi lác đác rồi, về tổ tiên ông bà lác đác rồi. Rồi nó đi nhiều người đi lắm rồi. Coi như là Lạng Sơn thì là gần hơn Cao Bằng, trước chúng tôi Cao Bằng đi Cao Bằng không đánh nhau, có Hà Giang Tuyên Quang thì mới đánh nhau, còn Cao Bằng có thấy Cao im không, nhưng nó xa hơn Lạng Sơn nhiều, xa nhưng mà không phải đánh nhau ai cho biết. Về sau Hà Giang đánh nhau tầm 90 mới thôi, là gọi là vô thế kỷ thầy biết không. Cẩy lát cái núi pháo nó dã hết ngày sang ngày khác. Còn của tôi ở trên núi đất, Lạng Sơn núi đất lộn đỏ hết đấy. Ông Tấn Xuân rồi có các bác nào mà xem mà chưa tháo thì buộc lên buộc này nhỉ. Buộc nó cũng mình đợi cây cao mình cắm cọc như kia thì nó mới ghim vào cây, thế đảm bảo bây giờ nó bé thì là sợ gió nó bật cái mất ghép kia. Nhà ai có nhà kia
Có phải nhà đấy không? Không, nhà chú đang 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 cày ấy đấy. Làm gì? Cày trồng màu đấy. Để sang thăm hỏi xem trồng gì. Trồng màu ít người thì xem. Chỉ còn đào rồi. Quay trạch đào là bố không xem. Của thầy là rất nhiều người xem. Ừ. Ừ, cái kỹ thuật đào lơm này rất đông người xem. Hôm cái clip của bà ấy quay bón phân vụng của chồng ấy. Hơn 1000 người xem rồi. Bón phân là cái này tối về xem cái clip về xem. Ừ. Cái clip mà hôm bà ăn cơm đấy. Nhà này nó ấy mà tí ông rong rẽ qua nhà chơi bảo nghe em đang ở nhà. Thế hôm nay bà đi đâu nhỉ? Làm đâu trong này này. Không có một thầy mà. Ở nhà đi đâu? Đâu bà đi đâu về quên. Đi đâu nhưng bây giờ là, lúc đấy là có nhà rồi. Ừ, nhưng mà đi đâu về chứ không phải nhà. Mà thế ông có ra bón một không? Ông không ra. Chưa ra đi. Mà em bón vụng ông ấy. Đi cả clip với đông người xem. Lúc cái bà món phân đang vun món cái dọn bên kia hả? Đúng rồi, dọn lúc lấy thầy chế đấy. Đấy, dọn đẹp, dọn cái đẹp nhỉ. Dọn bây giờ xong rồi lấy dây ghim vào cọc được rồi. Gió thì không sợ rồi. Ừ. Hai vợ chồng ở quê cứ này là đủ ăn rồi, không đúng. Ừ. Thầy có mơ gì? Ăn thì thường giãn. Ông Tân, cái gì? Có mơ cái gì không? Mơ gì cái gì? Không, mình muốn ước cái gì ra xứ đến tuổi này. Đấy, cho mình sẽ làm sao? Sống cho nó. Ừ, mơ cái gì? Ăn, thích ăn gì có ăn đấy. Sức khỏe hả? Ừ, nhiều là cái sức khỏe. Có mơ sức khỏe không? Ôi, sức khỏe là quan trọng chứ. Tôi coi như là... Giàu có mà không có sức khỏe là vô nghĩa nữa. Tôi đáng đi Tây Trúc. Đáng đi rồi chứ. 2002 chứ thì, không đâu. Lúc đấy là chưa kịp bàn giao không nhỉ? Hả? Kể bàn giao được cho ông nào cũng đi rồi đấy nhỉ? Hả? Mỗi cái lúc đấy là chẳng may số mệnh của mình. Năm 12 thì vẫn bà vẫn trẻ măng đi. Hay là 2 mấy năm rồi? 21 hay 22 năm rồi? Thế. Lúc đó có mấy đứa rồi? Đổ hết rồi, đổ hết các con. À thế? Trẻ gì mà lúc cái thầy được chưa kịp bàn giao thì ông mới giữ lại. Và lúc nào bàn giao xong thì đi. Lúc đấy ngoài 40 rồi. Thế thì bà mới ba mấy 40. 40 luôn trẻ lắm. Thì coi như là chẳng may là mình lại phát hiện được cái sớm nên là nhiều. Hôm nay bà ai bảo bệnh gì nhỉ quên. Bệnh. Bà và nhà em bị thận à? Bệnh ung thư. Đâu, à, đúng rồi, vào ung thư nhưng tôi bảo nó nhầm, ung thư thầy còn sống. Sai đâu. Nó nhầm. Tôi cam đoan là nhầm, chứ ừ. Ông nào? Tôi phải làm ở cái... Nó là nhầm. Ca nội, 6 tháng trời ít đâu, còn hôm nào chẳng kiểm tra. Tôi thấy ông nào cũng chết, chẳng là sống ung thư. Ông này coi như là giai đoạn đầu nó khác, giai đoạn cuối nó khác. Giai đoạn đầu ai phát hiện được ra điều trị kịp thời. Thì đấy, bác nó phải nhầm lên. Bác sĩ đầy, bác sĩ còn ung thư chết không cứu. Nhưng nó bên Mỹ còn ung thư. Nó giai đoạn cuối. Giai đoạn cuối bắt đầu nội tạng, bắt đầu nó mới mệt mỏi. Nó mới ấy ra ngoài. Thì lúc đó anh mới đi kiểm tra. Kiểm tra lúc nó mệt mỏi rồi. Thành ra nó ở giai đoạn cuối rồi. Ừ. Mình là bị cái hạch ở bên ngoài da. Thế là phát hiện được thì mình đi phát hiện thì nó chia xạ thôi. Thì tháng ngoài Hà Nội con này. Ừ. Trước kia đường Hà Nội đã biết có quen thuộc gì đâu, có người nhà đấy thì là toàn đi xem quá bây giờ. Từ nhà đi cái thứ bảy vẫn đi xe máy bình thường, mới đầu phải có người đưa người đón chứ. Ừ. Sau này người cảm tưởng vẫn là bình thường, mình cứ đi. Tôi nghĩ nó lẫn nhầm. À,
mất 6 tháng là lúc giờ lúc giờ lúc giờ 4 mấy à? 42. Này trẻ lắm, thế bà mới 3 mấy được. 8 à 9. Ừ. Không biết thế nào. Không biết không? Không. Thế nhưng mà giờ đi đâu thì cũng như đi ngủ ấy, còn nó cho kệ, con người còn lại làm nào làm chứ. À, lúc ở đấy đã chết cả hết. Là hết, mà mình có biết mình chết đâu. Còn lúc ấy nhiều người mệt mỏi rồi nó. Thế, thế của thầy này còn nấu mới chết. Qua một thời rồi. Bây giờ vẫn kiểm tra định kỳ ấy. Ừ, thế nhưng mà... có 3 tháng đi một lần. Thế nhưng còn nấu mới chết ra bệnh viện Ca Tân Triều. Không, Ca Tân Triều là Ca 3 rồi. Ừ, thế ở đâu? Bây giờ thì... kiểm tra được Hà Nội. Mình đi đủ các bệnh viện. Tân Triều là Ca 3. Thế là nhìn thấy quan tài rồi nhỉ? Không nhớ? Cũng nghĩ đến có chứ hả? Tâm lý lúc đấy thầy thì tả cho nó thế nào? Đấy, lúc đấy thì... lúc đấy nghĩ thế nào ấy chứ? Chỉ ông mới biết, biết mà đến điểm đấy mình mới biết, chứ còn người ngoài mình nghĩ ra là không đúng. Nó là nghĩ cái gì? Gì mà trẻ quá là... trẻ quá gì? Làm cái phúng viếng cho chồng. Cái